RubyTV.com Super Aquifer giá rẻ tự động uy tín, 2000 Aquifer giá rẻ cực kỳ xịn sò, những event vòng quay cực kỳ hấp dẫn. À mà đáng é mà muốn có bồ thì vào vòng quay của em mà quay nhanh để có bồ, mà bồ như thế nào thì em không biết, chỉ có tại shop RubyTV.com. À mà các bạn có thể quay chúng được chủ shop đó chính là tôi đây, còn chờ gì hãy đến với shop RubyTV.com. Hello các bạn, thì mình đây vẫn là mình và mãi mãi là mình, vì đây là Minh Má đã trong phòng của Nó Sớt và Nó Sớt sắp về các bạn ơi. Nè, Nó Sớt sắp về rồi nè, mình tặng cho Nó Sớt quả hộp kẹo dừa ổng ăn này. Ui rồi ổng ăn hết cả hộp kẹo lên cơ. Ê bây giờ thì trước khi Nó Sớt về thì tự nhiên thằng Vờn nó lên đi chơi, mình có rủ thằng Vờn lên đấy. Bây giờ là mình sẽ rủ Nó Sớt và anh cameraman bạn của mình đi đón thằng Vờn. Bây giờ mình sẽ đi xuống tầng 1 mình đón thằng Vờn. Ấy trời lạnh thực sự luôn này, có Nó Sớt này. Và có cái thằng gì đó nó đang ngồi đây. Dạ bro. Bây giờ để xuống đi đón thằng Vờn các bạn ạ. Đây, Vờn đâu rồi? À, bên kia. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đây mình đón thằng Vờn. Đây. Ô, Vờn này. Để xe bên đây này. Đây là chồng mình các bạn à. Ấy. Đấy về này. Trời lạnh thực sự luôn. Mày nói một câu được không? Nè. Tôi ngại rồi. Đi qua đây. Nói một câu thôi. Nó giờ chịu phắt vô mình các bạn à. Đây là Vờn các bạn à. Ôi trời ơi. Đây là chỉ Vờn chỗ gửi xe và mình đang ở khách sạn bên đây đấy. Ai cũng lạnh hết cả, cả Noi Sếp cũng vậy nữa. Lạnh thực sự luôn. Đây về nè. Em chết cha bây giờ. Nó không chịu vào cái nó bị ngại ấy. Anh gì cho Vờn? Anh gì cho Vờn? Anh à. Nó mình bị bỏ rơi các bạn à. Nó bỏ mình kìa. Vãi nồi, sao mấy bạn bỏ mình? Vên, bạn không yêu mình hả? Vậy sao bạn lại không yêu mình? Sao bạn hứa với mình vẫn... Ủa mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. Coi như chúng ta không quen biết với nhau. Đây là có Nơi Sớt, bạn có yêu mình không? Không. Anh cameraman, các bạn có yêu mình không? Yêu mà nè. Sau khi gặp được bạn thì mình đã biết được biến xét an tình của mình. Yêu mà không? Mình đang đi với một hội video các bạn ơi. Em fine, thank you. Ok. Mình đã đi vào trong phòng của Nơi Sớt rồi. Đây, thằng Vờn này tại sao mày không biết, nhìn nó rất là đẹp trai nhưng mà... Này, thấy cái gì không? Không phải qua thừa mà anh, mọi người đó không chịu nhận. Tại vì nó là không biết ăn cái này nè, tôi có nhắn tôi hỏi rồi. Đó, đây là tặng cho Vờn. Thế nếu mà dùng giờ mọi người lấy thì Vờn không còn phần đâu đúng không? Là điều nói cho về cái tập này. Đây, à. Xin giới thiệu cho mọi người. Đây là quà của Vờn, nhưng nó có chữ anh Hành. Ủa? Cái gì? Ôi, đừng. Anh không được đối xử với em như vậy. Không, đây để ta sửa lại, có giết không? Mình ghi lộn anh Hành rồi. Nhưng mà, thôi để mình ghi Bùi Nhị Nghiêm cho nè. Thôi. Mày biết là tao đem người yêu của mình nhé mọi người. Sớt ơi. Sớt. Bạn có thích mình không? Sớt. Gì vậy? Nghe bảo là Hà Nội rất là lạnh. Nhưng chúng tôi không lạnh. Mày ấm vậy rồi. Má tao về. Ấm vậy rồi. Tao về. Tao biết. A few moments later. Các bạn ơi, đây là chồng của mình. Lớn cho chuẩy, bò chuẩy. Lớn. Bộ táo. 1 2 3 lớn. Bộ em. Lớn. Chế nó một lần nữa, lớn là lớn. Nhanh. Bộ đó mà. Giới thiệu với mọi người, đây là bộ của mình. Nín. Bộ chuỵ. Được chưa? Đánh dấu chủ quyền bộ chuỵ. Bộ đó mà. Bộ cưng đó mà, bộ cưng, bộ của chế. Không được. Bộ chuỵ. Bộ ta đã. Ok. Hề luôn. Nguyên cái vòng này để thằng Noi Sớt đã BD rồi, thêm hai thằng này cũng BD. Mà thằng này là chồng của mình nè mấy bạn. Các bạn xem clip của mình, các bạn biết thằng này là chồng của mình. Ai bồ của bạn? Cái gì? Buồn cười quá hả? Đây là người yêu của mình, tự nhiên các bạn giật người yêu mình.
đâu thế giờ bạn bảo là người yêu bạn thì bạn có gì cho mình thì mình được. có tình cảm không? Không được. Tại sao lại không được? Bạn phải cho mình cái gì thì mới đưa người yêu mình cho bạn chứ. Người yêu mình không có bán đâu. Mình cho bạn hứa mình không bán người yêu mình kiểu dư á. Không, không lấy tiền được không? Được không? Mình suy nghĩ lại nha. Tiền cái gì là như tao không có gì. Đây này, đây nha, coi nha. Tiền phải không? Người yêu mình thì mình bán mắc lắm. Bao nhiêu? 2.000. Sao có như vậy? 5.000 á. 500.000. 500.000. 5.000 được không? 500.000. 5.000 nhiều quá không lấy được, 500.000 thôi. 500.000 đi, sao khó khăn vậy, 500.000 thôi mà. 500 thì 500. Luôn có hàng chồng, biết gì mình đã đồng ý hơn mình tìm hàng chồng khác. Nhanh đi, ok. Đúng, 500.000. Nào, 500.000, nhanh lên. Mà tụi mình đi ăn. Không sao hết. Giờ ăn hay là có người yêu? Nhanh đi, ok. Nhưng mà tụi mình có mình. Sài Gòn nổi tiếng này chặt tay đó. Xe đi, tiền cứ bán được. Có định giá được tiền này không ta? Được không? Tụi này định giá được không nhỉ? Có tiền đi chơi à? Ở đây nhìn kinh. Kinh hợp đi, chế có tiền đi chơi rồi. Hợp lý. Thề luôn tao mua mày với giá 500.000 đó rồi. 500.000. 500.000 tao vừa tính đi ăn sáng, tao tính dẫn mày đi ăn sáng luôn á. Giờ không hết tiền rồi nè, tao còn có 5.000 với 7 với 2.000 nữa là cộng mày là 8.000, cái lộn 7.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Người đàn ông đi nạt tao. Mày có số tài khoản của tao mà, mày có số tài khoản của tao mà. Đó, banh qua chưa? Ủa, banh thiệt hả? Á đù, 2 triệu. Thiệt luôn. Hai triệu. Wow. Các bạn ơi, bây giờ mình vừa được thằng chồng thứ hai của mình. Không phải là chồng thứ nhất của mình là ai mình không biết, nhưng mình đặt nó là chồng thứ hai đi. Lỡ như nó hả, chồng thứ hai mình mất hay là mẹ mày đã đi tìm bồ khác thì mình vẫn còn chồng thứ nhất, mà còn chồng thứ nhất mình cũng không biết là ai, mình cứ tới chồng thứ hai đó. Thì hôm nay mà mình nó đặt cho mình 2 triệu, với lại nó kêu mà nó xíu nó sẽ ban cho mình thêm 2 triệu nữa, nên mình sẽ quyết lấy 2 triệu để mình nạp vô shop ad của mình đấy. Đây là shop ad của mình, đây là shop rubytv.com, đó là shop ad free fire giá rẻ uy tín. Các bạn có thể vào shop của mình và các bạn ủng hộ là bao đẹp luôn, là bao trúng luôn, có rất là nhiều vòng quay, có vòng quay tới vòng quay Corrupt đấy. Hôm qua là mình vô vòng quay Corrupt mình quay trúng được anh này nè, đó mình mới bút về đây xong đó, chạy mấy cây để gặp mình đó. Thì hôm nay là mình sẽ quay thử 2 triệu luôn đấy nè. Em cho anh thử chọn nè, anh chọn đây nè, chọn anh muốn quay vòng quay nào cũng được hết luôn đó, vòng tất cả vòng quay luôn đây nè, vòng quay máy xì tết đó hả. Ua đâu, từ từ nha. Sao mày im cung vậy? Bây giờ tao cho mày quay nè. Đó, tại vì mày tặng cho tao 2 triệu thì tao cũng quay, tao cũng thấy ngại đó. Thì để tao quay cho, để tao tỉnh tao ngại. Hả? Anh tám nè, thử đi, thử cho nè. Yên tâm, số tao sẽ may mắn xui dữ. Nè, quay đây, mày quay đây. Ôi, Ruby nè. Tôi nè. Ôi, có cà phê nữa. Ừ. Ôi, bro. Tụi đây bất ngờ thế. Hả? Sao tới đây mà không nói gì cho tôi hết vậy? Ôi, đang làm gì đây? Hai người đang làm gì đấy? Chơi xếp hình à? Không, đi quay chỗ xếp hình thôi. Được rồi. Được rồi, đây. Ôi, hôm nay quay số bạc tặng về nè. Hả? Hay là về lại tặng Ruby cái gì? Này, thì để tôi quay cho. Tôi nghĩ là nhân phẩm tôi sẽ tốt đấy. Nãy giờ đã ai quay ra đủ chưa? Chưa. Chưa hả? Non đấy. Nhìn này, ít người luôn. Ôi, ủa? Có phải tiền mình đâu. Tao mà, tôi nè. Được chưa? Ủa, quay trúng 190.000. Ủa. Thôi, tôi bị... Thôi, quá là bình thường luôn. Thôi bây giờ mình vào mình rửa tay cái. Mình reset nhân phẩm của mình. Ê, chồng, nè. Chồng.
mình vừa quay trúng được cái người 199 ngàn. Hề luôn vãi rồi. Má giận ngươi đi về. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã tách được cặp đôi yêu dấu này ra rồi đó. Thì đây là hai người. À và đây là hai người. Tụi bay thôi đi. Đi tụi bay được không? Hả? Mình có làm gì đâu. Bước nắm tay nhau được không? Đây là công cộng nha. Không phải nào, các bạn thừa biết chuyện này đúng không? Đúng rồi, các bạn sẽ chấp nhận chuyện này. Không, không, đây là hai anh, đây là anh chồng thứ ba của mình, đây là anh chồng thứ hai, Puga. Đây là anh chồng không, tại nó nắm tay vui vui vậy thôi chứ thấy không? Mình thấy nắm chân nè, mình không có nắm tay mà mình nắm chân đấy. Thì bây giờ mình sẽ rút kim cương ra. Bây giờ mình sẽ rút kim cương đây, mình sẽ rút các bạn coi đó. Đây là mình sẽ rút 950 kim cương ra. Đây nè. Bạn không định tặng một trong hai bọn mình à? Bro. Mình sẽ rút kim cương ra mọi người đó. Thì đây là cái ID của mình nè, kệ cha tụi nó ngồi tụi nó nắm tay mình thì tự nhiên đi dắt hàng chồng đi mất chồng các bạn ơi. Đây là cái ID của mình, đây mình sẽ rút ra nè đó. Mình đã rút được thành công rồi. Buông tay ra được chưa? Buông đôi tay nhau ra đi nào. Ok đây, ok đó rồi. Ủa thế ngồi đây làm gì, bạn có cho bọn mình cái gì đâu? Thì bây giờ mình sẽ thử nhân phẩm các bạn nè đó. Thì các bạn thấy không, bây giờ mình đã rút được 4 cây kim cương rồi, tại vì cứ ngồi mình phải chia cho kim cương mấy đứa này nữa rồi mà, tại nó nổ tiêu hết nãy giờ. Bây giờ mình còn có 4 cây kim cương, còn mấy cái kim cương số còn lại là mình phải để dành. Có thật ông ta, có thật là chia ông ta. Cái tôi chia để cho cái ID của ông rồi đấy. Anh tôi chia lúc nào vậy? Mới đây tôi chia cho vợ 50k kim cương, còn ông 5k kim cương. Có không nhỉ? Ui, anh không nói có thì các bạn ơi, thề lên có clip là biết bốc phét liền. Im thôi nào. Đây, bây giờ thấy không, tao chỉ có 4k là tại tao hương từ bay tao phải để dành đó. Bây giờ nha, bây giờ quay cái gì nè. Có cái súng này này. Cái nào? Có súng hôm qua bà quay cho tôi có quay được đâu. Cái này hả? Ừ, có chưa, quay chưa? Ui, tuổi. Yeah, tuổi nha. Thề hôm qua mình quay cả một đống cái không được ạ. Đây nè. Nó dừng lại 4 nắm đấm luôn. Đấy, chưa gì bạn quay được 1 nắm đấm rồi này. Đấy, ok luôn đây nha. Đây mình quay cho bạn xem này. Đây nha. Dễ luôn. Ui, ghê không? Quay cả 2 cái 2 nắm đấm luôn. Đó. Thế hôm qua mãi không lên nổi. Đây nha, mình quay cho bạn xem luôn nè. Đây nè, coi nè. 2 ca kim cương không lên nổi 5 cái kia luôn. Ồ, sao quay cái này nó khó ăn nhỉ? Kìa, đang 5 lượt bình thường đang được giảm nửa giá. Giờ quay 5 lượt này trước đi. Cái này hả? Ừ. Ok nha, 9.000 này đó, không ra gì luôn. Nhưng quay một cái nó lâu lắm. Nhưng mà nó được giảm giá, trời giảm ơi. Giảm giá hả? Ừ. Hết rồi. Thì quay cái này đi. Đây, xác nhận, ok. Đó, quay, ghê không? Mình mong bạn là 5.000 kim cương không ra cái súng này. Ui. Ui. Quay. Chồng thấy em sao chồng? Bạn quay ra không? Ơi, quay ra không? Từ từ, hay là do nick mình lỗi nhỉ, từ từ. Đây này, còn một cái duy nhất nha, mình quay một lần duy nhất coi không làm cho bạn xem nha. Một lần duy nhất này, đây nè, coi nha. Phát cuối nó lừa, đây. Đâu mà ra, mình quay ra. Không ra, phát cuối nó lừa mà. Nó bị lỗi, game này bị lỗi, phát cuối bị lỗi mà. Ok. Ui, trời ơi, rồi. Đây còn, nha. Còn chưa đến 2.000 kim cương luôn ạ. Thấy không? Thấy cái súng của mình không? Nè, bạn muốn xem không? Muốn ngắm không? Nè, súng mình nè. Đây, súng mình nè. Tối khi nào mà mình về chỗ mình thì mình bạn cho mình kim cương để mình quay nốt cái này nhá. Mình cho bạn kim cương rồi. Đó. Không, đã cho đâu. Chị nào đó, súng của mình nè, đó thấy không? Bây giờ còn 3 cái kim cương để làm gì ta? Có gì quay súng không? Súng như súng Trung Quốc ấy, súng khó. Có gì quay không? Thế nào? Có phòng quay shop à? Shop. Đó. Quay cái gì? Cái gì đây? Có huy hiệu dòng đỏ hay dòng xanh gì không? Ờ. Cái gì vậy? À. Làm gì? À, tặng cho nó sút. Ơi, nè, của tao mà. Làm gì vậy? Tặng cho sút thêm cái nữa. Đúng rồi, đây. Ê, nè. Nào. Kim cương của tôi mà. Của làm gì có chuyện của ai nhở? Kim cương của bọn mình đều là của chung mà đúng không? Đây. Đây là chưa có này. Cho hóa ai nhỉ? Bạn mình à? Uống ron kìa. Tại sao mình nghĩ vậy hả? Không. Đen. Tiền quay cái bông. Dư. Quay cái bông kìa. Cố lên. Quay cái bông kìa. Tôi tìm. Mày bông gà, tao mau chó, tao sống chết với mày luôn. Đây rồi. Nè. Bông bông. Đấy, có bạn tất, đừng có làm cái gì đâu. Chưa. Mày còn 2 cái kim cương. Tặng nốt. Thôi, của tao quay mà. Tụi baby đi quay của người ta rồi.
Đúng, kim cương mình mở ra cho bạn mà, đúng ra bạn bạn mở được mấy mấy kim cương. Đúng không? Có nhưng mà bạn chứ. Mình tặng cho bạn là cái khác rồi, giờ bạn của mình. Không, cái đấy mình chưa có mà. Vãi nồi hề luôn. Chưa quay được cái gì cả. Đây mình sẽ quay cái này nè. Đó, cần hai cái kim cương mình sẽ quay thử cái này đi. Trước mình đã quay cho bạn cái xịn nhất tuần này nữa. Uầy. Một phát vô luôn ha. Bản vẽ rồi ha. Đó, lấy, có đá luôn nè. Lấy cái cuối cuối thôi, lấy cái một bản vẽ thôi. Tại sao? Đây nha, một bản vẽ thôi nè. Tại vì mình thích thế. Thì bạn hết mình. Bạn thấy không? Bạn thấy không? Bạn thấy chưa? Bạn thấy chưa? Đây nha. Mình mở cho bạn xem nè. Đâu rồi, mấy bản vẽ? Hai bản vẽ phải không? Cái màu hồng quá. Màu hồng đẹp. Màu hồng đẹp. Nhưng mà tốc độ thay đoạn hơi lâu, nhưng mà xuyên giáp, có xuyên giáp. Ừ. Lấy cái xuyên giáp này. Cái này hả? Đây mình có rồi phải không? Ừ. Mình thích màu xanh hơn. Nhưng mà mình thích màu hồng. Ừ, nhưng mà mình thích màu xanh. Mình thích màu hồng. Thì kệ bạn chứ. Ừ, của mình mà. Đúng ra là nếu mà không quay clip là mình sẽ hất Ruby ra chỗ khác đấy các bạn. Đây nhá, là một lần duy nhất nha. Đây nè, tôi kim cương rồi để lại mà sai. Không, tôi quay ra vậy tôi hất được không? Được không? Một. Rồi, kệ bạn. Ui giời, hết kim cương rồi thôi. Thôi đi về. Đi về, đi đi. Này này này. Đi đi đi. お前はもう死んでいる